chính thức truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bà Trương Thị Mai có được yên hay không? Truyền thông nhà nước đưa tin cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng 9 người khác bị đề nghị truy tố liên quan đến các hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong vụ án khu đô thị sinh thái Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Mai Tiến Dũng đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày 4 tháng 5. Ông là một quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Tiến Dũng và một số quan chức cùng vụ bị cáo buộc giúp công ty Sài Gòn Đại Ninh giữ lại dự án vừa kể trên. Theo đó, lãnh đạo công ty Sài Gòn Đại Ninh đã chi tiền, hối lộ các quan chức để điều chỉnh kết quả và kết luận thanh tra trước đó. Việc điều chỉnh này từ chỗ yêu cầu thu hồi đất thành cho phép giãn tiến độ dự án, rồi sau đó tìm cách chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác. Theo kết luận điều tra, ông Dũng cùng các cựu quan chức khác đã nhận hối lộ từ công ty Sài Gòn Đại Ninh. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của các quan chức, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã chuyển nhượng dự án cho một công ty khác và đã thu lại một khoản lợi nhuận rất lớn. Trong khi đó, nhà nước không thu hồi được gần 3.600 hectare đất, gây thiệt hại vô cùng lớn. Trong vụ án này, ngoài ông Mai Tiến Dũng, còn có nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước như Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Đáng chú ý, trong số đó có bà Trương Thị Mai, một lãnh đạo cấp cao từng được đánh giá là trong sạch nhất của đảng. Một số nguồn thạo tin cho biết, bà Mai đã sử dụng quyền lực cá nhân để can thiệp vào dự án này thông qua việc gây sức ép lên các lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng. Đổi lại, bà Mai được cho là đã nhận từ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận một căn biệt thự có giá trị khoảng 2 triệu đô la, xây bằng tiền của bà Trương Mỹ Lan. Ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, người bị truy tố trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan và cũng là người đóng vai trò trung tâm trong vụ án này. Cụ thể, ông Chí có liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản từ bà Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra, ông Chí đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng tiền đặt cọc và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, sau khi bà Lan đổi ý không muốn mua lại cổ phần tại các công ty do ông Chí điều hành, ông Chí đã không hoàn trả tiền đặt cọc và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần sang cho người khác để tránh trách nhiệm. Vụ việc này còn nằm trong cuộc điều tra lớn hơn liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó vai trò của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, cựu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 8 tháng 8, Phó Thủ tướng Khái đã có vi phạm trong dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Giới thạo tin thì khẳng định ông Khái đã nhận hối lộ khoảng 2 triệu đô la từ bà trùm Trương Mỹ Lan là chủ của dự án khu đô thị Đại Ninh. Cũng theo giới thạo tin, dự án Sài Gòn Đại Ninh, Lâm Đồng là một trong các dự án đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý. Giới quan sát cho rằng, tương tự như các nhân vật Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, khả năng cao trường hợp của ông Mai Tiến Dũng và siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng sẽ là chìa khóa giúp cho Bộ Công an làm rõ các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan để Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xử lý nghiêm khắc hơn. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chính thức truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bà Trương Thị Mai có được yên hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ai đang dùng cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc để mà tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm? Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội của người Việt Nam đang chia sẻ rộng rãi hình ảnh chàng trai mang tên Nguyễn Như Khôi, 18 tuổi, được cho là cháu nội của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là điều bất ngờ vì cho đến nay, người ta chỉ biết ông Bảy Phúc có hai người con với phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, đó là cô Nguyễn Thị Xuân Trang và cậu Nguyễn Xuân Hiếu. Với độ tuổi của Trang và Hiếu, con ông Phúc thì chưa thể có con lớn đến 18 tuổi, Nguyễn Như Khôi. Như vậy, nếu thực sự Khôi là cháu nội ông Bảy Phúc, thì có nghĩa ông Phúc có ít nhất hai người vợ. Điều đáng nói là chàng trai Nguyễn Như Khôi thì còn rất trẻ, nhưng trên Instagram đã thấy khoe các bức ảnh chụp chung với ông Phúc và nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam.
Ngoài ra, chàng trai này còn khoe bộ sưu tập, hàng hiệu và cả tài khoản ngân hàng, được cho là có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thực sự Khôi là cháu nội của ông Bảy Phúc và với khối tài sản lớn đến như vậy, thì cứ liên quan gì đến hàng vạn người chết oan bởi bộ kit xét nghiệm của Việt Á hay không? Một câu hỏi đặt ra là tại sao chuyện cháu nội của ông Bảy Phúc lại nổi lên vào thời điểm này khi mà ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang ở trong tình thế thập diện mai phục? Nhất là cách đây chưa lâu, các nguồn thạo tin đã khẳng định rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu sắp bị khởi tố, bắt giam. Vợ chồng ông Phúc bị cáo buộc là trùm cuối trong vụ Việt Á và nhận quà khủng của bà trùm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát lên đến hàng trăm triệu đô la. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chuyện mà dân tình ai ai cũng quan tâm, bỗng chìm xuống không sụt tăm. Hơn thế nữa, tại sao tin đồn liên quan đến một nhân vật từng giữ đến hai cương vị trong bộ máy tứ trụ mà không thấy Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông bác bỏ hay cải chính gì? Nhất là có những đồn đoán cho rằng gia đình ông Phúc đang sở hữu khối tài sản có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Đầu năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho thôi chức vì trách nhiệm của người đứng đầu. Từ sau đại dịch Covid-19 đã có tin đồn đoán râm ran về việc bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, là trùm cuối, đồng thời cũng là chủ sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á do Phan Quốc Việt làm tổng giám đốc. Khi đó, giới thạo tin vẫn khẳng định vợ chồng ông Phúc, bà Thu là trùm cuối trong đại án kit xét nghiệm Việt Á. Bộ Công an đã lập chuyên án trong khuôn khổ của một đại án đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra các bằng chứng ông Phúc, bà Thu cùng thuộc cấp đã dính tới những sai phạm tày đình, không thể chối cãi. Trong một diễn biến khác, vào hồi tháng trước, mạng xã hội đã dấy lên tin đồn rằng vợ chồng ông Phúc sắp sửa bị bắt với cáo buộc trùm cuối trong vụ Việt Á. Tuy vậy, đến nay, tin đồn này được cho là chưa có cơ sở, vì theo luật bất thành văn của Việt Nam, giới chức hàng tứ trụ nghiễm nhiên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ được hạ cánh an toàn. Ngay sau đó, theo giới thạo tin, vụ việc vừa kể trên đã được ông Bảy Phúc và gia đình dàn xếp xong xuôi bằng số tiền lên đến vài triệu đô la. Tất nhiên, thời báo không thể có khả năng xác định thông tin vừa kể trên, vì ở Việt Nam không thể truy chứng cứ như vậy đối với các quan chức cấp cao. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Đó là lý do công luận mong muốn ông phải ra tay xử lý đến nơi đến chốn vợ chồng ông Phúc để đáp ứng đòi hỏi của công luận. Phải chăng mối quan hệ của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cháu nội Nguyễn Như Khôi đang được một thế lực chính trị trong đảng sử dụng như một âm mưu để gây áp lực đối với ông Tô Lâm? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ai đang dùng cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc để mà tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.